Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh, lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cô nhóc Shinosuke đây. Theo dõi Shin lâu năm, chắc hẳn các bạn đều biết, mỗi lần muốn mua đồ chơi là Shin lại phải dùng hết văn phòng đa cấp của mình để nịnh và năn nỉ mẹ Mise. Và lần nào cũng như lần nào, kết quả nhận lại chỉ là cái lắc đầu của mẹ với lý do muôn thuở, tốn tiền. Thế nhưng, lần này lại khác, Shin không còn cô đơn năn nỉ một mình, mà còn có sự giúp đỡ từ đám con trai. Liệu tình thế có được xoay chuyển hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! À, tập phim còn có một ngày giúp cặp đôi Michi và Yoshirin dọn nhà và công cuộc để Hima ngủ đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim giúp Yoshirin và Michi dọn nhà. Mẹ đang mang chiếc chăn mới phơi vào nhà thì cặp đôi Michi và Yoshirin từ đâu xuất hiện, là mẹ giật cả mình. Nhìn nụ cười nham nhở mờ ám kia là mẹ thấy có điểm chẳng lành rồi. Chưa hết hoài nghi thì Yoshirin lại lấy ra một chiếc máy pha cà phê, là mẹ càng chắc chắn có gì đó sai sai ở đây. Anh đã thắng nó trong một cuộc rút thăm trúng thưởng, nhưng khi uống cà phê thì anh không thể ngủ được nên mang sang đây cho nhà Noara. Tiện thể, cả hai cũng cho biết mình sắp chuyển nhà nên cần sắp xếp một số đồ đạc. Mẹ Mise nghe vậy thì vui vẻ chúc mừng cặp đôi trẻ. Tối hôm đó, mẹ nói về bố đề nghị của cặp đôi gà bông. Họ muốn bố giúp họ vận chuyển đồ đạc sang nơi ở mới và bỏ đi những thứ không cần thiết. Ngày hôm sau, mẹ và Shin sang xem có giúp được gì không. Yoshirin và Michi đã chuẩn bị sẵn 3 thùng để soạn đồ đạc. Nơi dọn dẹp đầu tiên là nhà bếp. Các món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh này đều là giải thưởng và bộ sưu tập của Michi. Mẹ khẳng định bản thân không cần nó và cứ thế vứt đi, làm đôi gà bông không khỏi hốt hoảng. Cả hai thấy tiếc vì đó là đồ lưu niệm có giá trị tinh thần lớn. Chẳng hạn như chiếc cốc sứt này, nó là món quà đầu tiên mà Yoshirin tặng Michi. Yoshirin xúc động vì tình cảm người yêu dành cho mình. Cả hai ôm chầm lấy nhau, tính phát cơm trò cho khán giả thì bị mẹ lôi ngược về thực tại. Mẹ nghiêm túc bảo hai người phải dứt khoát bỏ những đồ không cần thiết đi. Tiếp đến là máy làm đá bào. Yoshirin nhắc lại ngày anh mua chiếc máy này là ngày Michi cắt tóc. Thế là cả hai lại ôm nhau hồi tưởng. Mẹ Mise lại đánh hồi chuông cảnh tỉnh và sai Shin mang đi vứt. Đôi gà bông liền tranh luận với mẹ Mise rằng đó là minh chứng của tình yêu. Cứ thế hai bên lao vào khẩu chiến, không ai chịu nhường ai. Trong lúc đó, Shin thảnh thơi mang nó làm đá bào ăn ngon lành. Một lớp sau, hai thùng đã được nhét đầy, còn thùng thứ ba chưa biết vứt cái gì thì Michi mang ra một cái nồi trông vẫn còn khá mới. Cô cho rằng nó quá to và hai người chỉ cần ăn trong một chiếc nồi nhỏ là đủ tình cảm rồi. Mẹ liền nhanh tay xin luôn cho đỡ phải mua cái mới. Shin cũng được Yoshirin tặng cho hộp đồ chơi tàu điện. Tiếp đến là một thùng đồ chơi búp bê. Michi tính vứt đi thì Yoshirin lại giãy nảy. Anh lôi ra một thùng chuyện ma và dọa nếu cô vứt đồ của mình thì đống này của cô cũng sẽ nằm trong thùng rác. Michi liền quay sang ôm thùng chuyện của mình. Sao mà sở thích của cặp đôi này khác lạ quá vậy trời. Quá bất lực với cặp đôi này, mẹ đành bảo hai người cứ thản nhiên giữ hết đi. Lúc này, Shin lại mang đến một chiếc gối ôm to đùng, in hình một cô bé loli mặc bikini. Thế là cả hai lại lao vào cãi nhau. Michi thì hỏi tại sao Yoshirin không vứt nó đi, còn Yoshirin lại thắc mắc sao phải vứt đi khi nó là phần thưởng mình thắng được. Mẹ con Shin đánh bài chuồn, nhường không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ tự giải quyết với nhau. Bỗng nhiên, mẹ va phải bộ đồ chơi tàu điện Shin vừa lắp và làm vỡ mất một bức tượng trên kệ. Đôi gà bông dầu dĩ vì đó là món quà cưới mà họ được tặng. Nó được sản xuất ở Pháp và có giá 50.000 yên. Mẹ lập tức chết lặng, xịt keo bay cả màu. Mẹ cảm thấy áy náy và hứa sẽ giúp hai người làm nhiều việc để bù lại tai họa vừa rồi. Nói là làm, sau đó mẹ gồng credit, thích cơm ông, vận công tối đa để dọn dẹp căn nhà cho đôi trẻ. Còn mấy người kia thì thảnh thơi, ngồi đánh bài. Tối đó, mẹ mệt mỏi về nhà với cái lưng không được ổn cho lắm. Để chiêu đãi cho sự cố gắng của mẹ, bố quyết định sẽ đặt sushi cho cả nhà. Cũng là xem như ăn mừng vì sắp thoát được cặp đôi rắc rối kia. Một lớp sau, người ta vừa giao sushi tới thì Michi và Yoshirin cũng mò sang. Họ thông báo mình sẽ không chuyển đi nữa vì Yoshirin đã thua sổ số căn hộ. Vợ chồng Noara ngao ngán, chưa quay sổ số mà đã tính dọn nhà như đúng rồi vậy. Yoshirin cho rằng mình luôn may mắn nhưng không hiểu sao lần này lại trắng tay. Cơ mà cũng nhờ vậy mà nhà của họ đã được mẹ Mise dọn dẹp sạch sẽ, với cả ở gần nhà Noara rất thuận tiện. Nói rồi, Yoshirin tia trúng hộp sushi trên bàn và tính mở tiệc ăn mừng. Quá ức chế, bố và mẹ đồng thanh đuổi cặp đôi bắt đầu này ngay lập tức. Tập phim, tớ muốn mua nó bằng mọi cách. Ở trung tâm thương mại, Shin đang dán mặt vào tủ kính và dán mắt không rời vào mô hình Action Kamen bản mới nhất. Mazo thấy vậy cũng thích thú vào xem. Shin khá thất vọng vì đã năn nỉ mẹ nhiều lần nhưng quái vật bụng ba ngấn chẳng bao giờ chịu xuống tiền. Mazo rất thấu hiểu cho cảm giác đó, thật khó khăn khi chẳng thể sở hữu được thứ mình muốn. Thấy vậy, Kazama tự hào khoe, chỉ cần là một người con ngoan thì mẹ cậu sẽ mua bất cứ thứ gì. Shin nghe vậy cũng tự nhận mình là một người con ngoan. Mỗi buổi sáng, cậu luôn cố gắng dậy thật sớm để ngủ tiếp. Khi đi học về, cậu đã vứt hết quần áo ra nhà để mẹ dễ dàng thu gom mang đi giặt. Đến bữa ăn, cậu còn hào phóng lén nhường cho bố món ớt xanh mà cậu không thích nữa. Rồi là ngoan dữ chưa? Này là cũng có ngoan, nhưng mà không đáng kể. Nói rồi, ông cháu nhờ các bạn nói tốt về mình với mẹ Mise và thay mình thuyết phục mẹ mua bộ đồ chơi yêu thích. Đúng lúc này, mẹ Mise đi tới, Shin bèn tiến đến nhờ Maso trước. Đầu cơm nắm dĩ nhiên không đồng ý. Thế là ông cháu bèn nấp ra sau lưng cậu, dặn cậu khi nào mình nói thì chỉ cần mở miệng và nhép theo sao cho phù hợp là được. Mẹ đã thấy bóng ông con mình lù lù đằng sau Maso nhưng vẫn hùa theo xem cậu tính làm trò gì.
Nghe mấy lời khen không chân thực của Shin phát ra sau lưng Maso, mẹ bèn nói sẽ mua bộ mô hình đó cho đồ công nắm. Shin nghe vậy thì lập tức hiện hình ngay. Lúc này, mẹ mới nhắc lại câu nói quen thuộc, nhất định không mua. Thua keo này, ta bày keo khác. Lần tiếp theo sẽ đến lượt Kazama thay tên sâu quậy thuyết phục mẹ. Kazama ban đầu không đồng ý, nhưng khi nghe Shin định rằng cậu là người có khả năng biến những thứ không thể thành có thể, ông cháu lại sục sôi quyết tâm. Vừa mở đầu, Kazama đã kể cho mẹ nghe về câu chuyện gió bắc và mặt trời. Dù gió bắc có thổi gió dữ dội đến thế nào cũng không thể khiến anh lữ khách cởi áo khoác ra, nhưng ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời lại làm được điều đó mà không hề tốn sức. Qua câu chuyện này, ta rút ra bài học rằng phải nhẹ nhàng và thể hiện thành ý của mình thì ắt sẽ đạt được thứ mình muốn. Tương tự, mẹ Mise cần phải nhẹ nhàng và thể hiện lòng tốt của mình với Shin, như vậy mới giúp cậu trở thành một người con ngoan. Đúng là bo tri thức có khác, nói gì ra cũng khiến người ta trầm trồ. Đáp lại, mẹ cho biết mình đã mua cho tên sư quậy rất nhiều đồ chơi rồi, nhưng chẳng thấy ông cháu thay đổi gì cả, vẫn ngủ nướng vào mỗi buổi sáng, đi học về thì vứt quần áo lung tung, lại còn không ăn nước chuông nữa. Nghe vậy, Kazama không thể tìm được lý do gì để bênh ông thần kia được nữa. Quay lại với câu chuyện gió bắc và mặt trời, mẹ lại hỏi Kazama, nếu ông lữ khách đang cởi áo khoác thì gió bắc hay mặt trời sẽ khiến ông mặc áo vào trước, dĩ nhiên gió bắc sẽ thắng rồi. Tương tự, còn tùy vào từng trường hợp và đối tượng, cũng có lúc sự mạnh mẽ dứt khoát của gió bắc sẽ khiến người khác thay đổi. Các bạn nghe xong liền bị thuyết phục, không nói được gì thêm. Lần này đến lượt bạn Bo, cậu tiến đến trước mẹ Mise, nhìn thẳng vào mắt mẹ và chậm rãi nói, Shin là một cậu bé ngoan nên cô hãy mua cho cậu ấy một bộ mô hình. Vừa dứt câu, ánh mắt Bo liền long lanh như sắp khóc, sau đó còn cúi người xuống xin nữa. Không văn vở như Kazama, cũng không rụt rè như Maso, nhưng cách của Bo lại khiến mẹ rơi vào tình thế khó xử. Cuối cùng, mẹ cũng đành lòng mua cho Shin một bộ mô hình. Các bạn nghe vậy liền chạy đến ca ngợi Bo. Mẹ thấy thế thì cũng vui lòng khi con mình có những người bạn tốt. Đến lúc chọn, Shin không những chỉ về phía mô hình Action Kamen mà còn muốn mua nốt mấy bộ yêu quái bên cạnh. Mẹ Mise tức giận, nghiến răng ken két. Các bạn cũng bất bình thay cho mẹ tên sư quậy. Kết quả là, chẳng những ông cháu không được mẹ mua cho bộ mô hình nào, còn bị anh em chỉ cốt quay lưng. Đúng là không tài nào bênh nổi sự xấu tính này mà. Tập phim Đừng đánh thức Hima. Ngoài trời đang mưa tầm tã, Shin mở mắt thức giấc, tính mở khẩu ỉnh ra lấy hơi thì bất ngờ bị một bàn tay chặn miệng lại. Ủa, ở đâu ra hai con gấu trúc thế này? Nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là bố mẹ với quần thơ mở mắt. Quay trở lại đêm qua, Hima khóc lóc ầm ĩ cả lên. Mẹ hát ru từ nhạc Bolero đến Vina House, từ nhạc Remix đến nhạc cắt giật mà em bé vẫn chẳng chịu nín. Bố cho rằng tã của em đã bị ướt, nhưng mẹ lại nói mình đã thấy tã lúc nãy rồi. Thế sao mà em cứ khóc mãi thế? Mẹ mà biết lý do thì không phải khổ sở như thế này. Mẹ lấy đồ chơi ra dỗ nhưng cũng không ăn thua. Bố bèn bắt chước mô đồ, ú à, thì em lại càng khóc to hơn nữa. Sau đó, mẹ vừa bế vừa dỗ Hima, còn bố thì là đợt đi pha sữa. Cơ mà Hima lại gạt phăng hộp sữa và òa khóc không ngừng. Cứ như thế cả đêm, mãi đến gần sáng em mới chịu nín và ngủ. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ của bố. Mẹ thì thầm bảo Shin đừng phát ra tiếng động gì, kẻo Hima lại thức giấc thì toang. Nghe vậy, Shin lắc đầu không chắc mình có thể ngồi được yên đâu. Bố tính dạy cho ông cháu này một bài học, thì Hima lại bất ngờ ngọ nguậy. Cả nhà căng thẳng không dám thở mạnh. Cũng may là em bé nhanh chóng ngủ lại. Đột nhiên, bụi Shin réo lên khiến Hima bắt đầu nhăn nhó tiếp. Để tránh thảm họa có thể xảy ra, bố bèn bế tên sư quậy ra phòng khác. Cơ mà tiếng động mở cửa càng làm tình hình trở nên căng thẳng. Nín thở nhìn Hima chìm lại vào giấc ngủ, cả nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bụng của Shin lại bắt đầu biểu tình. Mẹ nhận ra muốn yên ổn, trước hết phải xử lý cái bụng ông cháu đã. Tiện bố cũng đang đói vì phải thức cả đêm. Trong lúc bố bật máy nướng bánh mì, mẹ lấy đồ trong tủ ra thì không may làm rơi. May mắn là mẹ nhanh tay chụp lại được. Shin cũng phát huy công dụng của chiếc mông và thành công giải cứu quả trứng. Tuy nhiên, trong phòng lại phát ra tiếng o mẹ của Hima. Bố mẹ lo lắng nhìn em bé, miệng liên tục cầu nguyện, cảm giác cứ y như đang xem phim giật gân vậy. Đúng lúc này, tiếng máy nướng bánh mì lại vang lên. May quá, không làm Hima tỉnh giấc. Shin lập tức lấy ngay một chiếc mà không để ý nó vẫn còn nóng. Cậu loạn choạng ném bánh mì qua cho bố, bố cũng cầm không vững, ném sang cho mẹ. Cứ như thế, cả nhà ba người, người tung người hứng với nhau một hồi. Sau khi ăn xong, mẹ vào ngủ trước và dặn hai bố con dọn dẹp giúp mình. Shin nổi hứng chơi Action Kamen với bố, chưa kịp đồng ý, ông cháu đang mặc sẵn trang phục biến hình và sau bóp cái bụng bia dùng bố. Hai bố con la hét sùm, liền bị quái vật bụng ba ngấn choàn cốc đầu thần trưởng. Ít lâu sau, trời đã tạnh mưa và hửng nắng. Shin tự nhủ thời tiết đẹp như thế này rất thích hợp để tới nhà Maso chơi. Bố cũng xin kiếu vào phòng ngủ tiếp, chờ tên sư quậy nhớ ra phải cho Maso xem tấm thẻ Action Kamen phiên bản lấp lánh. Nghĩ rồi, cậu vào phòng ngủ để tìm, lật gối ra thì cậu thấy tấm thẻ vẫn còn đó. Tính thò tay lấy thì Hima lại lăn qua và nằm cạnh tấm thẻ. Thấy nước dãi của em bé dần dần rơi xuống tấm thẻ quý giá, tên sư quậy hốt hoảng kéo tấm thẻ bay lên người bố. Ông cháu chạy la nhặt thì lại dẫm ngay vào con họa mi chưa thức tỉnh của ông bố. Từ đó họa mi ngừng hót và bố cũng cố gắng ngừng kêu để không đánh thức Hima dậy. Shin hoảng sợ lùi về sau thì bị vấp té và cho nguyên bờ mông quyến rũ lên đầu mẹ. Bố tức điên lên tính cho cậu ăn xoáy đầu thần trưởng thì nhận ra Hima vẫn đang ngủ ngon lành. Sao nãy giờ ồn ào vậy mà em vẫn không bị đánh thức nhỉ? Bố cười nói, Hima đúng là con gái của mẹ, một khi đã ngủ thì có chống đánh cũng không chịu dậy đây mà. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tập phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.